Lee Si-yeon vườn sao băng, chồng giàu nhất xứ Hàn, thành vựa muối 10 triệu follow trên TikTok. Theo thống kê, Lee Si-yeon hiện là nữ diễn viên Hàn Quốc sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội TikTok. Cô có đến hơn 10 triệu followers với những video hàng triệu lượt xem, vô cùng viral. Lý do khiến những video của Lee Si-yeon thu hút khán giả là bởi sự hài hước vui nhộn. Cô rất đầu tư nội dung cho kênh cá nhân của mình và mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Khác với hình ảnh Lee Si-yeon trên phim, trong các đoạn video ngắn, cô không ngại tự làm xấu mình và nhờ đó ghi điểm trong mắt khán giả. Dù vậy, ít ai biết rằng người đẹp có cuộc sống vô cùng giàu có, thậm chí là một trong những diễn viên nữ lấy chồng giàu nhất xứ Hàn. Lee Si-yeon sinh năm 1982, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ năm 2008, nhưng chỉ được công chúng chú ý sau khi đảm nhận vai phụ trong Vườn sao băng 2009. Sau đó, nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm được quan tâm như Thơ ngây bản Hàn, Poseidon, Wild Romance. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm. Năm 2015, Lee Si-yeon vướng phải scandal lộ video giường chiếu khiến danh tiếng và hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm đó có thông tin cho rằng Lee Si-yeon bị công ty quản lý ép quay cảnh phòng the để đe dọa tống tiền. Ngay lập tức, người đại diện của nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin trên. Chương trình Sections TV của đài MBC đã phân tích và kết luận Lee Si-yeon không phải là nhân vật trong đoạn video trên. Theo đó, người phụ nữ trong video có vị trí nốt ruồi khác hẳn với những hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên. Sau khi được đài truyền hình minh oan, Lee Si-yeon dần lấy lại cảm tình của khán giả. Luật sư của nữ diễn viên cũng tiến hành kiện đối tượng phát tán video nóng làm ảnh hưởng danh tiếng của cô. Sau thời gian dài lao đao vì scandal video giường chiếu, Lee Si-yeon bắt đầu xuất hiện trở lại trong nhiều tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình. Cô thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, biến hóa vào nhiều kiểu nhân vật và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Năm 2010, Lee Si-yeon bén duyên với môn thể thao boxing và nghiêm túc theo đuổi nó. Năm 2013, mỹ nhân 37 tuổi gây bất ngờ cho công chúng Hàn Quốc khi chiến thắng giải đấu boxing nữ toàn quốc và giành được quyền tham dự Olympic mùa đông Sochi Nga vào tháng 2 năm 2014. Nữ diễn viên được Liên đoàn Thể thao xứ Kim Chi công nhận là vận động viên boxing chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Một số chuyên gia về boxing Hàn Quốc nhận xét, Lee Si-yeon có tố chất nổi trội ở bộ môn này khi sải tay dài, nhanh nhẹn, thể lực tốt cùng ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, chấn thương trật khớp vai đã khiến Lee Si-yeon phải từ bỏ sự nghiệp thể thao. Năm 2017, người đẹp kết hôn với Cho Seung-hyun, một doanh nhân giàu có. Cả hai tổ chức hôn lễ tại khách sạn Sheraton Grand Walker Hill xa hoa. Trước đám cưới, cô thừa nhận đã mang bầu 6 tháng. Theo tiết lộ, Cho Seung-hyun bắt đầu kinh doanh từ năm 20 tuổi và đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Hiện tại, anh giữ chức vụ giám đốc điều hành của công ty do mình thành lập và có giá trị tài sản ròng sắp xỉ 2,5 tỷ won, khoảng 2,13 triệu đô. Con số này chưa bao gồm bất động sản có giá trị 4,75 tỷ won, khoảng 4,06 triệu đô. Bên cạnh đó, chồng Lee Si-yeon còn có vị trí quan trọng trong bộ môn golf Hàn Quốc là đại diện Ilia Golf Korea. Anh còn từng được cơ quan cảnh sát quận Gangnam khen thưởng là công dân đóng thuế mẫu mực và còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ như Hee-chun Super Junior. Nữ diễn viên sinh con đầu lòng chỉ 4 tháng sau khi tổ chức đám cưới. Nhờ kết hôn với người chồng giàu có, Lee Si-yeon có cuộc sống sung túc sang chảnh. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Mỹ nhân sinh năm 1982 vẫn duy trì sở thích rèn luyện thể thao cường độ mạnh, kể cả sau khi kết hôn và sinh con. Cô thường xuyên tập gym, đẩy tạ để duy trì cơ bắp săn chắc khỏe khoắn. Mới đây trên trang cá nhân, Lee Si-yeon chia sẻ chỉ số InBody, tỷ lệ mỡ cơ của mỗi cá nhân cho thấy cơ thể cô chỉ có 14% mỡ thừa, một chỉ số đáng mơ ước với tất cả những người yêu thể thao. Ngoài thời gian tập luyện thể thao, Lee Si-yeon thường tụ tập gặp gỡ bạn bè gồm các nữ diễn viên nổi tiếng như Ki Seon, Jeon Hee-bin, bạn gái cũ Lee Seung-ki. Năm 2020, Lee Si-yeon trở lại với bộ phim Sweet Home của Netflix và gây choáng ngợp với thân hình cơ bắp săn chắc. Sao nữ cũng gây ấn tượng nhờ vào việc tự mình thực hiện những pha hành động nguy hiểm mà không cần đóng thế. Thời gian gần đây, Lee Si-yeon hạn chế đóng phim, cô thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế. Ngoài thời gian làm việc, Lee Si-yeon dành thời gian tận hưởng cuộc sống sung túc thảnh thơi. Không khó để bắt gặp những bức ảnh ghi lại các chuyến du lịch ở châu Âu hay tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Đầu năm 2021, Lee Si-yeon lần đầu khoe con trai trên chương trình Porn of Omniscience Interference khiến khán giả xứ Kim Chi phát sốt. Ngay lập tức, bé Sum Jun đã khiến dân mạng liêu xiêu vì ngoại hình quá đỗi dễ thương. Cậu bé năm nay vừa tròn 3 tuổi là con đầu lòng của Lee Si-yeon và chồng đại gia. Cậu bé được nhận xét là rất lanh lợi, dễ thương, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, dự kiến sẽ trở thành mỹ nam trong tương lai.